51 là thuộc nhóm logic mệnh đề các em nhé. Thì đầu tiên là các em phải đọc thật kỹ đề, câu nào cũng thế, phải đọc thật kỹ đề. Thì trong một cộng đồng dân cư có một số học sinh không bị cận thị và tất cả những người đeo kính đều bị cận thị. Khẳng định nào dưới đây là đúng? Và chúng ta có bốn khẳng định. Thì bây giờ trước khi xem xét từng khẳng định một thì chúng ta phải lưu ý hai cái mệnh đề ở trong phần đề bài. Thứ nhất là một số học sinh không bị cận thị còn số còn lại thì bị không người ta không nói đấy. Logic tức là Nói đến đâu phải chuẩn đến đó Cái gì mà mình không nói thì mình cũng có thông tin đấy Ở đây người ta nói là một số học sinh không bị cận thị Thì một số còn lại mình không biết đấy. Tiếp theo là Mệnh đề thứ hai là Tất cả những người đeo kính Đều bị cận thị Không có ông nào đeo kính để cho oai hay là cho đẹp cả Mà tất cả những người đeo kính đều bị cận thị Các em phải bám vào hai cái này Bây giờ các em sẽ xét duyệt từng cái lựa chọn một nhé Cái A này có một số người đeo kính không phải là học sinh à cái này có đúng không không có cơ sở nào để nói là là có một số người đeo kính có phải là học sinh hay không các em thấy này tất cả những người đeo kính đều bị cận thị nhưng mà không có thông tin là có phải là học sinh hay không cho nên là cái a này là không có cơ sở đấy a không được cái b này có một số học sinh không đeo kính đúng không thế thì các em biết là tất cả những người đeo kính đều bị cận thị mà cái mệnh đề đầu tiên là một số học sinh không bị cận thị Như vậy thì cái B này là đúng Là có một số học sinh không đeo kính Vì nó không bị cận thị đấy Đúng nào Câu C này Không có người đeo kính nào là học sinh Thế thì ở đây chúng ta biết là Tất cả những người đeo kính đều bị cận thị Nhưng chúng ta không biết đấy có phải là học sinh hay không Đúng không đấy. Chúng ta cũng không biết điều đấy Cho nên là không có cơ sở nào C là không có cơ sở Và D này là không có học sinh nào đeo kính. À, cái này cũng à, không có cơ sở. Tại sao? Tại vì chúng ta biết là có một số học sinh không bị cận thị. Đấy, thì những học sinh không bị cận thị thì nó không đeo kính rồi. Nhưng chúng ta cũng không biết cái số học sinh còn lại có cận thị hay không. Cho nên là chúng ta cũng không biết là có học sinh nào đeo kính hay không. Chúng ta không có thông tin mà. Do đó mà cái kết luận ở đây là B đúng là có một số học sinh không đeo kính. Câu số 52 thì chúng ta cũng phải đọc kỹ đề là trong hội khỏe phù đồng thì có hai đội thi đấu vật với nhau. Mỗi đội có 3 lực sĩ. Đội thứ nhất gồm là P, Q và R. Đội thứ hai gồm X, Y và Z. Các em phải nhớ điều đấy. Có 3 trận đấu tay đôi giữa lực sĩ của hai đội, trong đó mỗi lực sĩ tham gia duy nhất một trận đấu. Biết rằng nếu thi đấu tay đôi thì P chắc thắng Y và Z. X chắc thắng Q và R. Q chắc thắng Z và Y chắc thắng R. Đây là những dữ kiện cực kỳ quan trọng. Theo quy định, đội nào có ít nhất hai lực sĩ thắng trận đấu tay đôi, thì đội đó thắng đội còn lại. Nếu đội thứ nhất được quyền sắp xếp các lực sĩ tham gia trận đấu tay đôi, thì nên sắp xếp theo trật tự nào dưới đây để chắc chắn giành phần thắng. Thì bây giờ với cái bài dạng này thì chúng ta sẽ xét từng lựa chọn một. Các em xét tuần tự nhé. Phương án A này là nếu P đấu với X, Q đấu với Y và R đấu với Z thì các em thấy này P và X thì sao? Nhìn vào các cái dữ kiện rất quan trọng ở trên đây thì các em thấy là giữa P và X thì P liên quan đến Y và Z, X liên quan đến Q và R và Q và Z ở đây. Y và R ở đây chính là P và X. Các em sẽ thấy không có một dữ kiện nào cho biết là là bên nào có thể thắng. Q và Y cũng như vậy. Ở đây là Q chỉ có là X chắc thắng Q và R thôi. Đấy nhưng mà y lại nằm ở bên đây là p chắc thắng y và z và các dữ kiện còn lại cũng không cho cái mối liên hệ nào giữa q và y như vậy hai cái trận đầu tiên ấy, thì cũng không biết bên nào thắng bên nào thua còn r và z thì sao ở đây r thì các em biết là nó x sẽ chắc thắng q và r như vậy chúng ta biết là r ở dưới x đúng không Đấy. nhưng mà z thì lại quan hệ với p ở đây cho nên chúng ta cũng không biết cái mối quan hệ giữa r và z nó sẽ tuân theo cái cái thắng thua như thế nào Do đó cái nhóm A này là cái nhóm mà không có một cái phán quyết nào rõ ràng hết. Sang cái lựa chọn B thì các em thấy đầu tiên là R và X nhé. Thì theo cái dữ kiện cho ra thì X chắc thắng Q và R. Như vậy nếu mà X mà mà chiến đấu với R thì X sẽ thắng. Do đó mà cái cái đội thứ nhất sẽ thua cái trận đầu tiên này đúng không? Giữa Q và Y thì các em sẽ thấy là ở đây không có mối quan hệ nào giữa q và y để cho chúng ta biết là q nó như thế nào trên cái trận giữa này là không biết p và z thì sao p và z thì có cái kết luận ở đây là p thì chắc thắng y và z như vậy p và z này thì đội thứ nhất sẽ thắng còn cái r và x các em biết là đội thứ hai sẽ thắng còn cái trận ở giữa này thì không có dữ kiện do đó cái b này chúng ta cũng không thể khẳng định được đội thứ nhất là thắng À, và tương tự như vậy cũng không thể khẳng định được đội thứ hai là thắng được chưa bây giờ sang cái lựa chọn thứ ba là c thì các em thấy là q và x thì sao là x chắc thắng q và r đúng không như vậy thì x sẽ thắng cho nên cái trận q và x này, này là cái đội đội thứ hai chắc thắng đúng không đội thứ nhất sẽ thua cái trận q và x này được chưa Đấy. r và y thì sao r và y ở đây thì y chắc thắng r do đó mà cái lựa chọn thứ hai này là gì là đội thứ nhất lại sẽ thua tiếp theo đúng không nào đấy. như vậy là cái lựa chọn C này không được bởi vì là đội thứ nhất chắc chắn thua đấy và bây giờ chúng ta sang cái lựa chọn D thì R và X R và X ở đây thì kem thấy là X chắc thắng Q và R đúng không như vậy là R và X này này thì là đội thứ nhất là sẽ sẽ thua bởi vì X thắng P và Y này thì kem có cái dữ kiện ở đây là P chắc thắng Y, như vậy là P và Y là đội thứ nhất thắng. Và cái dữ kiện thứ ba là Q và Z thì em thấy là Q chắc thắng Z, đúng không? Như vậy là đội thứ nhất thắng. Như vậy đội thứ nhất thua trận này nhưng mà đội thứ nhất nó lại thắng hai trận sau. Do đó cái lựa chọn D này là lựa chọn chắc chắn để cho đội thứ nhất thắng thì chúng ta chọn vào đáp án đúng là D. Bây giờ từ câu 53 đến câu 56 thì các em lưu ý nhé các câu hỏi gộp kiểu này ấy, thì cái phần đề ở phía trên này này nó là chung cho tất cả các câu luôn đấy thế còn mỗi một câu thì nó lại có thêm cái điều kiện riêng của nó do đó mà chúng ta sẽ xử lý từng câu một và mỗi một cái câu như vậy ta sẽ ghép với phần phía trên thì đọc qua cái đề kem thấy là tại một cầu cảng có 7 chuyến tàu mang các số hiệu p q r x y z và t mỗi chuyến tàu cập cảng có thể là tàu hàng hoặc tàu khách hàng ngày mỗi chuyến tàu chỉ cập cảng một lần không cùng lúc với chuyến tàu khác và tuân theo nguyên tắc sau. Các chuyến tàu khách không cập cảng liên tiếp nhau. Đấy. Z cập cảng trước Q và X. Có hai chuyến tàu khách cập cảng trước Z. P là chuyến cập cảng thứ 6. Và T cập cảng trước R. Thì bây giờ chúng ta xét câu 53 trước. Thì câu 53 nó như thế này. Trình tự các chuyến tàu cập cảng từ đầu đến cuối có thể là những cái nhóm nào dưới đây? A B C D. Thì chúng ta cũng sẽ xét từng cái một và chúng ta so với các điều kiện phía trên. Thì các em thấy như này nhé ở đây có 7 chuyến tàu và thầy đánh số là 1 2 3 4 5 6 7 như này đi, được chưa nào? Thì chúng ta bắt đầu so vào các điều kiện cho em nhé. Ở đầu tiên ấy là các chuyến tàu thì không cập cảng liên tiếp nhau tức là ít nhất nó phải có một chuyến tàu hàng chèn vào giữa đấy bây giờ Z cập cảng trước Q và X vì Z cập cảng trước Q và X cho nên là Z ở đây có 7 chuyến thì Z nó phải là gì là từ chuyến thứ năm về trước đồng ý không các em đấy Z sẽ phải là từ thứ năm về trước bởi vì nó cập cảng trước Q và X nhưng mà lại có dữ kiện tiếp theo là có hai chuyến tàu khách thì cập cảng trước Z đúng không Em nhớ là có hai chuyến tàu khách cập cảng trước Z nhưng mà hai chuyến tàu khách thì không thể cập cảng liên tiếp nhau theo cái điều kiện phía trên. Cho nên là ít nhất phía trước Z sẽ có ba chuyến tàu. Như vậy Z chỉ có thể là từ vị trí thứ tư về sau thôi, đúng không? Còn cái điều kiện lúc trước là Z chỉ có thể là từ vị trí thứ năm về trước. Như vậy Z chỉ có thể là nằm ở ô số 4 và số 5. Tuy nhiên chúng ta có thêm điều kiện là P lại là chuyến cập cảng thứ sáu Như vậy P nằm phía 6 này rồi. Đúng không? Cho nên là lại còn cả Q và X là phía sau nữa Trên Z chỉ có thể là số 4 thôi Đấy, Z chỉ có thể số 4 Và chúng ta biết là P số 6 Vậy thì cái trình tự này của chúng ta là chắc chắn Bây giờ chúng ta so vào từng cái nhóm xem nhé Thì cái nhóm A của chúng ta ở đây là TX RQ Thì cái ô số 4 này ở đây nó không phải là Z Chính A sai đúng không Cái B này thì chúng ta biết là TRQZ Z là số 4 này này, đúng không? Và P là số 6, nhưng mà chúng ta lại thấy là ở đây q lại trước z trong khi là z để cập cảng trước q và x mà theo cái b này là q lại trước z cho nên b cũng loại bỏ cái c này thì các em thấy không là z thứ tư được chưa nào p thứ sáu đúng không q và x này là phía sau z là ok rồi đúng không nhưng mà phía trước z thì chúng ta thấy là ở đây là t cập cảng trước r đúng không cho nên là cái số 6 này là T cũng trước R. Đúng không? Ờ, như vậy là cái này là khá ổn. này Cái C là ổn. Còn cái D. Như vậy cái C này nó sẽ là đáp án đúng này. Chúng ta xem cái D này là nó sai chỗ nào nhé. D thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái R ở ô số 4. Trong khi Z này ô số 4 mới đúng. Như vậy D cũng có thể loại trừ được ngay. Vậy câu 53 là cái đáp án đúng của nó là C. Câu số 54 thì nó chung cái phần đề bài phía trên với câu... 53 và cái phần câu hỏi riêng cái nội dung ở đây là trong các phương án sau phương án nào mà hai chuyến tàu không thể đều là tàu khách. Thì các bạn đã biết là cái phần thân đề bài ở phía trên thì cho chúng ta biết là Z nó sẽ nằm ở ô số 4 đúng không? Và P nó sẽ nằm ở ô số 6 chúng ta biết rồi. Và vì phía trước Z có hai chuyến tàu khách mà hai chuyến tàu khách lại không đi kế tiếp nhau cho nên là hai chuyến tàu khách phía trước sẽ buộc phải là ô số 1 và và ô số 3. Và vì ô số 1, ô số 3 là chuyến tàu khách cho nên Z này chúng ta có thể biết ngay nó buộc phải là chuyến tàu hàng, đúng không? Đấy. Thế còn P này thì hàng hay là khách chúng ta cũng chưa biết. Tuy nhiên chúng ta biết là phía sau Z thì có Q và X, như vậy Q và X sẽ chia nhau hai ô là ô số 5 và ô số 7, đúng chưa? Còn ba cái ô phía trước Z này thì nó có thể là gì? Có thể là R, à, có thể là Y hoặc có thể là T Đấy chúng ta biết như vậy Và chia nhau ở đây Ô số 1 và ô số 3 là hai chuyến tàu khách Thế bây giờ chúng ta thử so vào đáp án xem nhé Thì R và X Là có thể là hai chuyến tàu khách chứ Đúng không Bởi vì X là nằm phía sau và R nằm phía trước Z Cho nên có thể là hai chuyến tàu khách Cho nên là uh, cái này không phải là đáp án P và Y Thì chúng ta biết P là nằm phía sau Đúng không Còn Y là nằm phía trước Z Cho nên cũng có thể là hai chuyến tàu khách X và Q thì cũng như vậy, chúng ta biết là X và Q thì chia nhau hai ô là ô số 5 và ô số 7. Cho nên chúng cũng cách nhau, cho nên cũng có thể hoàn toàn là hai chuyến đầu khách. Chỉ có cái cuối cùng là Q và P thì cái P nằm ở ô số 6. Còn cái Q thì chỉ có thể nằm ở ô số 5 hoặc ô số 7. Thì kiểu gì nó cũng sát với P. Mà khi sát P thì hai chuyến đấy nó không thể nào mà đều là tàu tàu khách được. Do đó cái đáp án đúng ở đây là D. Câu số 55 thì cái phần thân câu hỏi cũng giống như câu 53 và câu 54. Nhưng mà bây giờ bổ sung thêm cái phần hỏi của câu 55 là trong các chuyến tàu sau thì các chuyến tàu nào không thể cập cảng liên tiếp nhau. Thì như các em đã biết là cái chuyến tàu Z nó sẽ cập cảng thứ tư, còn chuyến tàu P sẽ cập cảng thứ sáu, đúng không? À phía trước Z thì có thể là có những cái như là à, R này. T và Y Còn phía sau Z Ô số 5 và ô số 7 sẽ chia nhau Q và X Đúng không? Do đó mà nếu so vào đây thì các bạn thấy là Y và Z Thì hoàn toàn có thể cập cảng liên tiếp nhau Nếu Y ở ô số 3 Z và Q Thì cũng có thể cập cảng liên tiếp nhau Nếu Q nằm ở ô số ô số 5 R và Z cũng có thể cập cảng liên tiếp nhau Nếu R nằm ở ô số 3 Nhưng mà Z và T Thì không bao giờ có thể cập cảng liên tiếp nhau được Vì có cái dữ kiện này này là T cập càng trước R. T cập càng trước R. Đấy, trong khi là là ở đây các bạn biết là TR và Y nó nằm ba ô này mà T cập càng trước R thì T chỉ có thể là ở ô số 1 và ô số 2 thôi. Do đó mà cái trường hợp Z và T cập càng liên tiếp nhau là không thể xảy ra được. Do đó đáp án đúng ở đây là D. Câu 56 thì phần thân câu hỏi cũng giống như các câu 53, 54, 55. Và bây giờ bổ sung thêm là nếu Y là chuyến tàu thứ ba cập cảng thì chuyến tàu nào sau đây phải là chuyến tàu hàng? Y, Q, R, X. Thì vì là cái phần thân câu hỏi giống như trên cho nên chúng ta có 7 cái chuyến tàu này thì Z là chuyến thứ tư và P là chuyến thứ sáu Và do theo cái đề bài ra thì Y là chuyến thứ ba cho nên Y phải xuất hiện ở đây. Đúng không ạ? Và chúng ta biết là phía trước Z thì có hai chuyến tàu khách mà lại không được gần nhau cho nên y buộc phải là chuyến tàu khách, đúng chưa? Và cái ô số 1 này, cái chuyến đầu tiên cũng sẽ là một chuyến tàu khách. Và chúng ta biết là ba ô đầu tiên này thì nó sẽ bao gồm là y uh, t và r. Nhưng mà theo cái đề bài thì t lại phải trước r. Mà t trước r như vậy t buộc phải là ô số 1 và r phải là ô số 2. Do đó mà t và y sẽ là hai chuyến tàu khách và r ở đây nó sẽ là chuyến tàu hàng. Do đó mà À, nếu so vào các lựa chọn ở đây thì chúng ta thấy đáp án đúng chỉ có C là R, đó là chuyến tàu hàng. Các câu từ 57 đến 60 thì có chung cái phần thân câu hỏi như chúng ta đã biết và phần thân này cũng sẽ được dùng cho từng câu một. Cho nên là chúng ta sẽ xét từng câu một nhé. Thì đầu tiên đó là câu số 57. Thì đọc cái phần thân câu hỏi là trong một sở thú có một dãy 4 chuồng nhốt động vật được đánh số từ 1 đến 4. Mỗi chuồng nhốt không quá một trong ba loài chim gồm có cò, sẻ và vẹt. Đấy. Và nhốt không quá một trong ba loài động vật ăn cỏ gồm nai, dê và ngựa. Các bạn phải đọc cẩn thận, phải ngấm được cái đề cái đã. Các chuồng được bố trí theo nguyên tắc sau. Thứ nhất là không có chuồng nào trống, chuồng nào cũng phải có động vật hết. Chuồng sẻ ở sau chuồng dê và trước chuồng ngựa. Chuồng co ở trước chuồng dê. Đấy. Khẳng định nào sau đây là đúng? Co ở chuồng thứ hai, sẻ ở chuồng thứ ba, vẹt ở chuồng thứ tư và nai ở chuồng thứ một. Bây giờ chúng ta phân tích dữ liệu nhé. Ở đây có 4 chuồng thì thầy sẽ đánh số là 1, 2, 3, 4 từ trái qua phải được chưa nào. Thì các bạn nhìn này, à, do là chuồng sẻ ở sau chuồng dê, đúng không? Như vậy chuồng chuồng sẻ không thể ở ô số 1 được, đúng không? Và chuồng sẻ ở Trước chuồng ngựa như vậy chuồng sẻ cũng không thể ở ô số 4 được. Như vậy chuồng sẻ chỉ có thể ở ô số 2 hoặc số 3 thôi. Tuy nhiên là chuồng cò lại ở trước chuồng dê nữa. Các em nhớ nhé, chuồng dê đã trước chuồng sẻ rồi mà chuồng cò lại còn trước chuồng dê nữa, như vậy thì là cò và dê sẽ chiếm ô số 1 số 2, như vậy sẻ chỉ có thể là ở ô số 3 thôi. Và do cò ở trước dê nên cò sẽ ở ô số 1 và dê ở ô số 2, đây. Và đương nhiên ngựa ở ô cuối cùng. Do đó mà nếu chúng ta so vào các cái lựa chọn ở đây thì chúng ta thấy là A này cò ở chuồng thứ hai là sai. B vẹt ở chuồng thứ tư thì ở đây không thấy vẹt và chúng ta không biết được vẹt ở chuồng nào hết. C là sẻ ở chuồng thứ ba thì đúng rồi, do đó đây nó chính là đáp án. Và D nai ở chuồng thứ 1 thì ở đây không có nai cho nên là chúng ta cũng không có ý kiến gì hết. Chúng ta không biết nó đúng hay sai. Vậy đáp án đúng ở đây là C sẻ ở chuồng thứ ba. Câu 58 thì cũng có chung cái phần thân câu hỏi ở trên do đó chúng ta đã biết là bốn cái chuồng này thì có cò ở cái chuồng thứ nhất, dê ở chuồng thứ hai, sẻ ở chuồng thứ ba và ngựa chuồng thứ tư còn các con vật còn lại ở chuồng nào thì chúng ta chưa biết ở đây câu năm tám yêu cầu xác định loài vật nào sau đây không thể ở một mình thì các bạn nhìn vào đây các bạn thấy này a à, là nai và vẹt thì bốn cái chuồng này đã có cò, dê, sẻ, ngựa rồi mà nai và vẹt chỉ có thể xếp vào bốn cái chuồng này thôi Do đó mà nai và vẹt thì không thể nào ở một mình được Đúng không? Do đó mà thấy ngay đáp án ở đây là A Còn B tại sao lại không được? Bởi vì này là co thì ở cái chuồng thứ nhất và nó có thể ở một mình Nhưng mà nai thì chỉ có thể ở 1 đến 4 chinh nai không thể ở một mình Do đó B không phải là đáp án đúng à C là dê và vẹt Thì dê ở ô số 2 cho nên nó cũng có thể ở một mình được Đấy, Có thể không Nhưng mà vẹt thì chắc chắn là không thể ở một mình và D vẹt và ngựa thì ngựa ở ô số 4 rồi, do đó vẹt thì chỉ có thể một đến 4 cũng không thể một mình. Vậy cái đáp án ở đây là A. À, câu 59 thì sẽ có chung phần thân câu hỏi với câu 57 và câu 58. Do đó mà chúng ta sẽ có bốn cái chuồng này nó sẽ nhốt là một là cò, hai là dê, ba là sẻ, bốn là ngựa rồi đúng nào. Bây giờ cái phần câu hỏi cho câu 59 là để chuồng thứ ba nhốt hai loài vật thì cần bổ sung điều kiện nào sau đây? Chuồng thứ ba là cái chuồng mà đang có sẻ này này. Và chúng ta biết ở đây có ba cái loài động vật ăn cỏ là dê, ngựa và nai. Thì ở đây dê, ngựa đã ở đây rồi. Mà các cái chuồng thì không thể nào mà có hai loài động vật ăn cỏ được. Do đó cái nai chỉ có thể là ở ở cái chuồng 1 và chuồng 3 thôi. Đúng không nào? Nai ở 1 hoặc 3 thôi. Mà để chuồng 3 nhốt hai loài vật như vậy nai buộc phải ở chuồng 3. Và do đó cái điều kiện bổ sung ở đây thì chúng ta cần cò là ở một mình. Đúng không? Do đó cái đáp án đúng ở đây là gì? Là D cò ở một mình. Còn A là vẹt ở chuồng cuối cùng thì không liên quan. C là D ở một mình thì cũng không quan trọng. B là chuồng nai ở trước chuồng ngựa cũng không quan trọng nốt. Đấy. Mà cái đáp án phải là D cò ở một mình. Câu 60 thì có chung phần thân câu hỏi với câu 57, 58, 59 và do đó chúng ta đã có bốn chuồng là cò dê sẻ ngựa như thế này rồi. Và phần câu hỏi cho câu 60 là để chuồng cuối cùng, tức là chuồng ngựa này này chỉ nhốt một loài vật thì cần bổ sung điều định kiện nào sau đây? Thì bây giờ chúng ta biết là cò và sẻ thì ở 1 và 3 còn vẹt. Như vậy vẹt sẽ phải ở chuồng 2 hoặc 4. Đúng nào? À, như vậy là nó sẽ phải ở với dê hoặc ở với ngựa. Như vậy để cho chuồng cuối cùng mà chỉ nhốt một loài vật tức là mình ngựa thôi. Thì vẹt đương nhiên phải ở chuồng số 2 với dê do đó cái điều kiện bổ sung ở đây là d không ở một mình d không ở một mình thì đương nhiên sẽ ở với vẹt và do đó thì ngựa sẽ ở một mình đấy thế còn các cái điều kiện như là a sẽ không ở một mình là không quan trọng c nai không ở một mình là không liên quan d cò không ở một mình cũng không quan trọng đấy mà cái đáp án ở đây là b d không ở một mình